là những cái hình ảnh tự nhiên cho sơ của mình. Mình hết rồi hả? Có. Cái bánh hình chữ K nha. Tí thổi thổi nến là mệt nghỉ luôn. Xin một quẹt nha. Anh đâu có một quẹt không? Bắt đầu hỏi một hơi với qua nha. Kim Khuê ở Tít ở Bình Meo Bình thì cái bánh này có hình tên tiếng Anh cộng thêm có nó quà của gia vị che có eo và nhựa và một số nhân vật nữa không có xuất hiện được một buổi sinh nhật rất là của nó có nghe em ta nghe không biết buổi sinh nhật rất là ấm áp mặc dù trễ ngày, cảm ơn cái nhà rất nhiều. Happy birthday to me. Rồi ha. Ủa, giờ tới phần cắt bánh. Giờ là cắt bánh để nguyên nhà cày luôn hả ta? Tháo đèn cày. Hôm nay mình sẽ tự xử nó. Nhưng mà ăn mà phải ăn phụ nha. Nguyên cái bánh này mình ăn phòng chất thực sự. Tôi có kinh nghiệm đi làm bồi bàn. Đấy. Một bé. Xin mời. Ăn vô đi cho mập. Xin mời.